Duchen mặc đầm công chúa đi siêu thị, cô gái hoảng hốt khi gặp sự cố bất ngờ đúng như cộng đồng mạng lo lắng bấy lâu. Thời gian gần đây, không chỉ ăn uống mới có thể tạo thành trào lưu trên mạng xã hội mà những hoạt động khác cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của giới trẻ. Điển hình như Chen hóa thân thành nàng công chúa dạo quanh các trung tâm thương mại hoặc siêu thị lớn, khiến cho dân tình xôn xao. Nếu chịu khó lướt các trang mạng xã hội sẽ thấy không ít các đoạn clip viral chóng mặt trên các trang mạng. Theo đó, các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình khi khoác trên mình chiếc đầm bồng bềnh như nàng công chúa trong truyện cổ tích, chỉ để đi siêu thị, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng nhìn. Những chiếc đầm bồng bềnh dài thướt tha hầu như chỉ dùng để đi sự kiện dạ tiệc, nay lại được nhiều bạn nữ diện để đi siêu thị. Tuy nhiên, mới đây xuất hiện đoạn clip một cô gái đu trend mặc váy công chúa tại trung tâm thương mại bất ngờ gặp sự cố khi di chuyển bằng thang cuốn khiến dân tình không khỏi sợ hãi. Cụ thể, khi đang đứng trên thang di chuyển xuống tầng, chiếc váy của cô gái vì quá dài nên đã bất ngờ bị kẹt vào thang cuốn. Sự cố khẩn cấp khiến ai cũng giật mình bàng hoàng, thế nhưng rất may cô gái nhận được sự giúp đỡ kịp thời của bảo vệ trung tâm nên chưa gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Đoạn clip hiện thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có thể nói mặc dù Chen mặc váy công chúa khá mới mẻ và độc lạ nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.